Sự kiện cồn cát nổi trên sông Dầm Nao ở An Giang thu hút nhiều sự hiếu kỳ của nhiều người, đặc biệt là người dân miền Tây. Nhưng khi sang đến bờ bên kia, 10 người chỉ còn sót được có 5-3 người, mà có khi cục mấy chân tay. Tìm đến để được một lần chạm vào cát tiên ở dòng Dầm Nao, như nước chảy như cắt, sóng to xoáy tròn khu ốc, nơm gọi là Dầm Nao. Chào mừng khán giả đến với kênh Miệng Việt Phố. Hôm nay thì mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về huyền thoại chuyện sông Dầm Nao, những câu chuyện gắn với dòng sông đầy tai tiếng này, tai tiếng trong hoặc kép cho quý vị, đầy tai tiếng này. Hàng trăm người kéo nhau ra cồn cát giữa sông tắm gội xả xuôi, chuyện về con sông ngắn nhất Việt Nam và ồn ào nhất xứ Cửu Long. Sự việc cồn cát giữa sông sâu Dầm Nao bỗng dưng nổi lên khiến nhiều người đồn thổi có liên quan tới ông Năm Chèo của vùng núi Thất Sơn Thiền Liên. Những ngày qua, sự kiện cồn cát nổi trên sông Dầm Nao ở An Giang thu hút nhiều sự hiếu kỳ của nhiều người, đặc biệt là người dân miền Tây. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng tâm linh nên tranh thủ ra để tắm gội, vớt cát cầu may. Tại đoạn sông Dầm Nao thuộc khu vực tổ 7, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, không ít người kéo đến để tận mắt chứng kiến sự kiện cồn nổi rất nhiều năm mới xuất hiện trở lại. Không chỉ vậy, nhiều người cũng chia sẻ các video trải nghiệm ra cồn cát giữa sông Dầm Nao lên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người dân khắp cả nước, không chỉ cả nước mà trên thế giới luôn, rất là nhiều chú ý tới sự kiện này. Nhiều người mang quần áo, sữa tắm, dầu gội đến để tắm gội đầu, để cầu mong những xui xẻo bệnh tật sẽ tan biến. Tắm thấy thoải mái nè, thì thấy khoảng khoát nè, là cái người mình hết bệnh. Thấy thoải mái, khoảng khoát mình vui vẻ nó hết bệnh. Không cứ người trẻ, nhiều người già lớn tuổi cũng không ngại xa xôi tìm đến để được một lần chạm vào cát tiên ở dòng Dầm Nao, nơi chứa đựng nhiều câu chuyện truyền thuyết về ông Năm Chèo. Có những người còn lặn xuống nước cát để soi vào mặt, để lấy vía thời nắng. Mặc dù ủy ban xã Bình Thủy đã lên tiếng về hiện tượng cồn nổi này đã có từ hơn 30 năm trước, đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên tạo nên bãi bồi. Tuy nhiên, cồn nổi là nơi chưa khảo sát về mức độ an toàn, có nhiều hố sâu dễ hụt chân, xảy ra đuối nước. Chính vì thế, để đảm bảo cho bà con, thì lực lượng công an và ban ngành cũng đã kịp thời có mặt để ngăn chặn tình trạng nơi cấm dị đoan này, đồng thời kêu gọi không lan truyền thông tin thất thiệt. Và nhiều thông tin cho rằng là mình sẽ đến đây, đến Dầm Nao mình sẽ không được ra sông nữa, bởi vì đã được rào chắn rồi, bởi vì nơi này rất là nguy hiểm, sông sâu nước chảy, mọi người ra tắm hiếu kỳ thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của mình, cho nên địa phương đã dùng cách là rào lại không cho bà con ra ngoài tắm nữa, chỉ có thể đứng xem trên bờ thôi. Và chuyện về sông Dầm Nao, con sông ngắn nhất Việt Nam và ồn ào nhất miền Tây, và chỉ ồn ào tiếp tục để trong một cách chú gì. Sông Dầm Nao là con sông ngắn nhất Việt Nam, với chiều dài khoảng 6,5 km thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Không chỉ ngắn nhất, sông Dầm Nao với chiều rộng bình quân khoảng 700 m, độ sâu trên 17 m, còn là dòng sông xảy ra nhiều vụ đắm ghe thuyền nhất, cũng là nơi có nhiều loài cá lạ lẫn truyền thuyết nhất. Để tìm hiểu tại sao thì nhiều người thấy cồn cát nổi lên để ồn ào tìm đến Dầm Nao, tìm đến xem tận mục sở thị, một khán giả cũng xem tiếp bài này. Để có lý giải thì chúng ta cần quay ngược một chút thời gian về những ngày xưa, khi mà có những câu chuyện truyền thuyết tồn tại trong tâm thức người dân hàng mấy trăm năm về huyền thoại sông Dầm Nao, và những câu chuyện ngắn với dòng sông này là như thế nào thì mọi người cùng nghe tiếp. Sông Dầm Nao có một bờ thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, một bờ thuộc xã Tân Trung, huyện Phú Tân, nối liền sông Tiền với sông Hậu. Đây không chỉ là con sông bình thường mà còn là tuyến giao thương, giao thông đường thủy quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tưởng tượng dễ nhất rằng sông Tiền và sông Hậu như hai vạch của chữ H, sông Dầm Nao sẽ là gạch nối tạo thành chữ H hoàn chỉnh. Trước khi có tên gọi Dầm Nao ngày nay, sông này được gọi với rất nhiều cái tên gọi khác nhau, chẳng hạn như Dầm Giao, sách Gia Định thành Thông Chí, Thuận Cảng, sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết, Thuận Phiếm, sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ viết, rạch Dầm Nao Thượng và rạch Dầm Nao Hạ, sách Hoàng Triệt Nhất Thống Như Địa Chí viết. Không chỉ vậy, trong quyển Nửa Tháng Trong Miệng Thất Sơn của ông Nguyễn Văn Hầu, hay Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười của Nguyễn Hiến Lê, Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam của Dương Hồng Sến, các nhà nghiên cứu đều gọi sông Dầm Nao là Hội Hoa, tức xoáy nước tròn. Dầm Nao
tên chữ Hội Hoa. Sông này nối liền sông Tiền qua sông Hậu và đứng làm ranh giới giữa Long Xuyên và Châu Đốc, chạy dọc theo làng Hòa Hảo. Vì nước chảy như cắt, sóng to xoáy tròn khu ốc nên gọi Hội Hoa. Nôm gọi là Dàm Nao, do tiếng Khmer là Lãm Phên này. Đây là cách giải thích của ông Dương Hồng Sơn. Còn trong quyển Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức cũng viết về sông Dàm Nao như thế này. Tục viết là Dàm Náo, chữ Náo không đúng, nay đổi là Nao, nên gọi là Dàm Nao. Dàm trên ở bờ nam sông Tiền, rộng 8 tầm, sâu 2 tầm, chảy về nam 75 dặm rưỡi, đến dàm dưới nhập vào sông Hậu. Ở bờ Tây có sở thủ ngự, ven sông người Việt khai khẩn ruộng vườn, phía sau đó là rừng bụi phun sóc của người Cao Miên, tức người Khmer đó mọi người. Qua một số thông tin về tên gọi của dòng sông, cũng đủ thấy nơi đây dòng nước xiết và mạnh đến thế nào. Chẳng thế mà khi xưa, nơi này cũng từng diễn ra trận thủy chiến ác liệt giữa quân Việt và quân Xiêm vào năm 1833. Đến giờ thi ca vẫn ca ngợi sự nguy hiểm của dòng sông ngắn nhất Việt Nam này. Núi sập sấm rền giang tiếng mũi, Dàm Nao nước chảy đứt đuôi xà. Trích trong bài thơ là Đi thuyền qua Thoại Sơn của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, một vị quan triều Nguyễn. Bên cạnh đó còn có thơ khác như vậy: Thuyền xuôi Châu Đốc thả xuống Dàm Nao, thẳng tới Ba Sao coi chừng con nước đáy. Thuyền ngó lên Châu Đốc Dàm Nao, thấy tàu giặc chạy như vào cửa lòng. Và sự kiện diễn ra trên sông Dàm Nao này nó cụ thể như thế nào thì mình sẽ làm một clip để mình giới thiệu cùng mọi người ở trong những dịp sau ha. Bây giờ mình chỉ tập trung vào cái sự kiện mà cốt lõi, những sự kiện mà chấn động, câu chuyện huyền thoại trên sông này, đặc biệt là câu chuyện cồn nổi trên sông Dàm Nao. Biên khảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu có chi tiết về sông Dàm Nao như sau: Hồi ấy sông hẹp nhưng độ sâu đáng sợ, cá mập cá sấu trên sóng to của đại giang, giao trăm mình ở đó vô số, lưu dân đa số là người miệt dưới, tức Sa Đéc, Long Hồ, Trà Giang. Họ muốn trốn về đường đó thì đây là đường tắt, rừng bụi nhiều và cách xa dịch trạm, không có đồn ải ngăn chặn. Người ta đợi giữa đêm khuya, họ hợp thành đoàn cho đông, mỗi người ôm một cây chuối để làm ống nổi, rồi nhảy ào xuống nước một lượt mà lội, để cá không ăn kịp. Họ tính cao như vậy, nhưng khi sang đến bờ bên kia, 10 người chỉ còn sót được có 5-3 người, và có khi cục mất chân tay. Ghi chép này mở ra một truyền thuyết đã tồn tại hàng trăm năm qua ở miền Tây về một con cá sấu tục gọi ông Năm Chèo đang nằm ngủ dưới đáy sông Dàm Nao. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Dàm Nao mang tiếng ồn ào nhất miền Tây bởi những truyền thuyết. Và huyền thoại dòng Năm Chèo là như thế nào thì mình sẽ kể cho mọi người xem nghe ở những lúc sau. Bây giờ mình sẽ trở lại với câu chuyện là cồn nổi trên sông Dàm Nao, một cồn cát đang gây ồn ào dư luận trong suốt thời gian gần đây. Những ngày gần đây thì từ khóa liên quan đến sông Dàm Nao được tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân. Được biết đoạn cồn cát này kéo dài khoảng 2 km, rộng khoảng 5.000 m², hình thành do quá trình bồi tụ cát từ hơn 30 năm nay. Và tự nhiên năm nay, lần này cồn cát nổi lên lại khiến nhiều người quan tâm chú ý. Dù không vô lên khỏi mặt nước, nhưng vào thời điểm nước rút thì người dân có thể đi theo cồn cát này ra giữa sông Dàm Nao. Những hình ảnh này được ghi vào thời điểm là giữa trưa 12 giờ đầu tháng 3 tại khu vực có cồn cát nổi thuộc tổ 7 ấp Bình Thới. Mặc dù là ngày đầu tuần nhưng hàng trăm người dân từ các tỉnh thành ở miền Tây vẫn ùa nhau kéo về đây, với đủ lứa tuổi, già trẻ lớn bé đều không ngại đường xa để đến đây mà một lần tận mục sở thị cái dòng sông, cái cồn cát nổi lên như thế này. Người dân khắp nơi hiếu kỳ đổ về cồn cát giữa sông Dàm Nao mỗi lúc một đông. Được biết từ lúc nước rút thì cồn cát sẽ là thời gian hiện rõ nhất ở những cái bãi bồi, những cái bãi cát của mình, và chúng ta có thể đi bộ ra được. Nhưng mà đó là lúc trước thôi, còn hiện tại thì đã bị bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bà con, cho nên là địa phương đã rào chắn lại cẩn thận, người chỉ hơi đứng nhìn từ trên bờ. Nhiều người cho biết thì họ đi hơn 30 km để được đứng trên sông Dàm Nao tắm gội rửa mặt. Họ quan niệm nước sông Dàm Nao là nước tiên. Ủy ban xã cũng đã phát thông báo yêu cầu người dân không tuyên truyền thất thiệt về mê tín dị đoan
bởi con cát trên sông Nhậm Nao là hiện tượng tự nhiên được thủy triều bồi lấp, đã tồn tại hơn 30 năm trước, nhưng giờ đây chẳng biết như thế nào. Các cha mạng xã hội lại đẩy câu chuyện này lên, tới câu chuyện là tâm linh huyền bí, chẳng biết huyền bí như thế nào, nhưng mà ở miền Tây đây là chuyện rất là bình thường, khi mà ở đầu nguồn hoặc là đầu sông người ta hạn chế khai thác cát, không có múc, không có cạp, thì ở giữa nguồn hoặc là thượng hạ nguồn, những bãi bồi, những cái phù sa sẽ được bồi lắng và những cái cồn sẽ nổi lên. Đó là hiện tượng rất là bình thường, nhưng miền Tây không ai xa lạ gì cả. Một số người còn mò các chiếc sông để chà lên mặt, lên khắp cơ thể, để họ cho rằng là cồn nổi lên giữa Dàm Nao là hiện tượng tâm linh. Chính vì thế nên trước nước tiên là nước nước sông là nước tiên, có thể chữa bách bệnh và giúp cơ thể mệt mỏi nhanh chóng là khỏe khoắn trở lại. Nghe chưa? Và trước những thông tin đồn đoán thất thiệt về dòng sông Dàm Nao này, thì Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã có những thông tin để làm rõ sự việc này. Thì theo Ủy ban xã, thì cồn nổi tại tổ 7 ấp Bình Thới đã có từ hơn 30 năm trước. Đây là hiện tượng tự nhiên tạo nên bãi bồi. Tuy nhiên, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3, tại khu vực cồn nổi có khoảng 3-40 người dân đến tắm, trong đó có người cầm điện thoại di động quay phim chụp ảnh. Để đảm bảo cho người dân địa phương, thì lực lượng công an, quân sự, mặt trận và các ban ngành đoàn thể của xã Bình Thủy đã vận động người dân đang tắm vào bờ, đồng thời bố trí lực lượng tổ chức tuần tra nhắc nhở tàu thuyền lưu thông đảm bảo an toàn. Đối với những chủ kênh đăng tải thông tin không chính xác lên mạng xã hội vì cồn nổi tại khu vực này, thì ủy ban và công an đã trao đổi, vận động tháo nội dung, khóa chế độ bình luận, không tuyên truyền mê tín dị đoan. Chính quyền huyện Châu Phú khuyến cáo huyện thì hiện tại cồn nổi chưa khảo sát về mức độ an toàn, có nhiều hố sâu, dễ hụt chân đuối nước, vì vậy người dân không nên tập trung xuống đây để đảm bảo an toàn cho mình và những người thân cũng như là đoàn người của mình đi tắm ở đây, hạn chế không được xuống đây bởi vì nơi này rất là nguy hiểm nha mọi người. Một vài thông tin kể của mọi người về câu chuyện sông Dàm Nao cũng như là cái cồn nổi này, còn trên sông Dàm Nao này có những câu chuyện như thế nào mà để gây sự ồn ào như mình giới thiệu ở đầu clip, thì mời mọi người cùng theo dõi những clip tiếp theo ha. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha. Xin chào.